Chào các em, hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi số 3, trang 28 trong sách giáo khoa sinh học 7. Đề bài: Hãy kể tên một số động vật nguyên sinh gây bệnh ở người và cách truyền bệnh. Các động vật nguyên sinh gây bệnh ở người gồm: trùng sốt rét, trùng kết lỵ và trùng gây ngủ. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết. Một là trùng sốt rét. Trùng sốt rét có cách truyền bệnh là muỗi Anopheles hút máu người bệnh mang theo trùng sốt rét. Khi muỗi đốt vào người khỏe mạnh, trùng sốt rét sẽ chuyển sang người khỏe mạnh và gây bệnh. Thứ hai là trùng kết lỵ. Cách truyền bệnh là bào sắt thâm nhập vào cơ thể qua đường tiêu hóa. Thứ hai là khi vào ruột, chúng sẽ phá hủy niêm mạc ruột để nuốt hồng cầu, sinh sản và kết bào sắt. Sau đó, bào sắt này sẽ ra môi trường cùng với phân của người bệnh. Cuối cùng, bào sắt lẫn vào thức ăn, nước uống. Khi người khỏe mạnh ăn phải thực phẩm có bào sắt, trùng kết lỵ thì sẽ bị nhiễm bệnh. Thứ ba là trùng do ký sinh trong máu gây nên giấc ngủ ly bì ở người bệnh. Cách truyền bệnh là ruồi CC hay còn gọi là ruồi Glossina đốt người bệnh mang theo trùng roi ký sinh. Khi ruồi đốt người khỏe mạnh thì trùng roi từ người bệnh sẽ chuyển sang máu người khỏe mạnh và gây bệnh. Như vậy, hôm nay cô và các em đã cùng nhau trả lời xong câu hỏi số 3, trang 28 trong sách giáo khoa sinh học 7.